Nguyên tắc sử dụng hai hàm này đó là với hàm range chúng ta sẽ có này. Hàm này không có chứa tham số, chúng ta chỉ cần viết mở ngoặc đóng ngoặc là chúng ta có thể kết thúc hàm được rồi. Hàm này sẽ sinh ra một con số ngẫu nhiên. Mình bấm enter này, đó. Các bạn sẽ thấy nó sẽ là số ngẫu nhiên từ 0 tới 1. Hàm range sẽ luôn cho chúng ta một kết quả là số lớn hơn 0 nhưng nó cũng đồng thời nhỏ hơn 1 và nó sẽ nằm trong khoảng từ 0 tới 1, kèm theo đó là các cái con số phần thập phân rất là dài. Đó là lấy ngẫu nhiên các con số này. Còn hàm range between thì chúng ta sẽ có này. Hàm range between sẽ yêu cầu bạn phải nhập hai tham số bottom và top là các con số. Ví dụ mình chọn từ 1 cho tới 10 thì nó sẽ lấy ngẫu nhiên từ 1 tới 10. Khi chúng ta thực hiện một cái phép tính toán bất kỳ nào khác ở trong Excel thì các con số tạo ra bởi hàm range và hàm range between cũng được tự động thay đổi theo bởi vì nó là số ngẫu nhiên, do đó mỗi một lần tính toán nó sẽ sinh ra một con số khác. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ này. Ví dụ 1 tạo số ngẫu nhiên là các số nguyên từ 1 đến 20 trong vùng B11 tới B18 thì mình sẽ có, để tạo các số nguyên ngẫu nhiên thì chúng ta có hàm range between và các bạn chọn 1,20, đó, số 1 này, và ngăn cách hàm ra và chọn top là 20, đó. Kết quả bằng 17. Và bây giờ mình chỉ việc sao chép công thức này cho vùng từ B11 tới B18 là chúng ta đã có một cái vùng ô có các con số ngẫu nhiên từ 1 đến 20 rồi. Và để có thể thay đổi các con số này thì chúng ta chỉ cần thực hiện một cái thao tác rất đơn giản, đó là bấm phím F9 ở trên bàn phím. Mỗi một lần phím F9 hoạt động thì Excel sẽ thực hiện một cái phép tính toán lại và các con số được tính toán lại nó sẽ làm thay đổi kết quả của hàm range between. Đó, một lần bấm phím F9 này, mình bấm tiếp này. Đó. Các bạn muốn thay đổi kết quả các bạn chỉ cần bấm phím F9 thôi là nó tự động thay đổi rồi. Trường hợp thứ hai, tạo số ngẫu nhiên bao gồm có cả phần thập phân từ 1 đến 10 mà trong vùng B21 tới B28. Thì ở đây các bạn chú ý nhé, khi chúng ta xác định các con số ngẫu nhiên, chúng ta phải hết sức lưu ý rằng số ngẫu nhiên đó có phần thập phân hay không. Nếu có phần thập phân thì nó sẽ liên quan tới hàm range. Nhưng hàm range thì luôn luôn nhỏ hơn 1. Và để có thể tạo ra con số lớn hơn 1 thì chúng ta phải nhân nó với các con số lớn hơn. Ví dụ như là nhân với 10, nhân với 20, 30, 100 hay 1000 gì đó thì chúng ta mới tạo ra các con số ngẫu nhiên lớn hơn 1. Vì vậy, trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng hàm range để tạo ra các con số ngẫu nhiên. Hàm range không có tham số, chúng ta chỉ cần đóng ngoặc luôn. Và để nó lớn hơn 1 thì chúng ta nhân với lại 10. Đó. Rất là đơn giản. Hàm range bạn nhân thêm với một con số nào đó thì chúng ta sẽ tạo ra một con số lớn hơn. Kết quả này. Và chúng ta sao chép công thức này xuống dưới. Và như vậy chúng ta đã có được một cái vùng ô từ B21 tới B28 gồm có các cái số nguyên từ 1 đến 10 và trong đó các số này nó sẽ có rất nhiều phần thập phân. Thì hai hàm range và range between được sử dụng trong các cái tình huống mà chúng ta cần cái con số ngẫu nhiên hoặc là trong trường hợp chúng ta cần lấy ví dụ liên quan tới dữ liệu mà mang tính chất ngẫu nhiên thì chúng ta cũng có thể tận dụng các cái hàm range và range between. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo.